Tập 18. Chị em vẫn chưa tới đúng hả? Đúng đó. Cả đêm qua chị ấy cũng không về nhà. Chị hiểu đi, nếu chị ấy không tới chúng ta phải làm sao? Không tới nghĩa là cô ấy đã làm quà với Từ Hân rồi. Như vậy cũng tốt, cô ấy không giận chị nữa. Chị sẽ đợi cô ấy thêm 5 phút. Cô ấy không tới, chị sẽ dùng kế hoạch dự phòng. À, mình tới rồi, mình tới rồi. Tới rồi kìa. Tới rồi, tới rồi. Có kịp giờ không vậy? Bạn tới trễ 2 phút. Mình phải từ Diên Khánh chạy qua đây đó. Đi mất 2 tiếng đồng hồ. Huống hồ gì, một thợ trang điểm nổi tiếng như mình tới trễ 2 tiếng bạn cũng phải đợi đó, biết chưa? Đúng, nương nương nói rất đúng. Nô tỳ sai rồi, mời đi bên này. Nè. Nặng quá. Thế nào rồi mọi người? À, được. Được rồi, tạm ổn rồi đó. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Có thể qua chụp rồi. Ờ, đi đi. Được rồi đó. À, trời ơi, mệt quá đi à. Mỏi chân ghê luôn á. Nương nương vất vả rồi. Đặc biệt pha chế cho nương nương trà hoa hồng này, trong đó có mật ong nương nương thích nhất đó. Uống vào dưỡng nhan. Nương nương uống đi. Ôi trời ơi, coi cái miệng của bạn ngọt ngào chưa kìa. Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ mình đây? Hai người làm quà rồi hả? Chuyện đó chẳng phải là bạn thích uống trà thảo dược lắm hay sao? Lần sau mình tới chỗ Từ Hân lấy giùm bạn nha. Ở chỗ anh ấy có vườn thực vật chuyên trồng loại trà đó. Xem ra đúng là làm quà rồi. Là mình còn lo lắng. Trời ơi, mình biết là bạn lo lắng cho mình, muốn tốt cho mình. Nhưng tất cả những chỉ trích soi mói của bạn về anh ấy đều là vì bạn không hiểu rõ anh ấy mà thôi. Đi có bao lâu đâu mà bạn đã binh vực người ngoài nói giúp cho anh ta rồi. Đâu có đâu. Nói thật đi, có phải anh ta hay nói xấu mình trước mặt bạn hay không hả? Làm gì mà có chứ. Dĩ nhiên là anh ấy biết ở trong lòng của mình thì bạn có cân nặng bao nhiêu mà không phải sao? Cho nên anh ấy mới vô cùng quan tâm suy nghĩ của Điền đại tiểu thư, có đúng vậy không hả? Quan tâm suy nghĩ của mình, mình suy nghĩ có ích gì, còn không phải nhìn bạn hả? À phải rồi, chuyện là đợi cuối tuần này á, Từ Hân muốn hẹn bạn cùng tụi mình đi hái trái cây đó, bạn thấy sao? Hái trái hả? Ờ, nói cho bạn biết chơi vui lắm đó. Bạn coi chỗ chúng ta làm việc bây giờ đi, là chỗ để người ở được sao? Không khí ở chỗ họ thực sự vô cùng tốt. 3 ngày chúng ta hái trái cây, đợi tới khi trời tối thì sẽ cùng nhau. Ê, bạn nghe mình nói đã. Nghe đây. Đợi tới lúc trời tối chúng ta sẽ cùng nhau đi thả đèn trời. Kế hoạch là sau khi thả đèn trời xong rồi, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao vừa lớn vừa sáng, nguyên cả hệ ngân hà, chùm sao nào cũng có, thú vị lắm. Trời luôn đó, cố dai mà mình biết đi đâu rồi ta. Bây giờ bạn bước vào cuộc sống mấy ông bà già rồi đó hả? Cuộc sống tuổi già gì chứ, bạn thử nghĩ đi. Cùng người mình yêu cầu nguyện với bầu trời đầy sao sáng, lãng mạn biết là bao nhiêu. Mình thấy mũi không thì có. Bạn không có chút nhã hứng gì hết. Cứ quyết định như vậy đi. Vậy là cuối tuần tới kêu thêm Triển Vọng. Sao nữa? Phải kêu anh ta? Tại sao lại không kêu anh ấy? Bây giờ anh ta bận lắm. Giờ hai người lại sao nữa rồi hả? Tụi mình hả? Tụi mình có sao đâu chứ. Trước giờ chẳng có quan hệ gì mà. Cùng lắm trong cuộc đời mình, anh ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Ừ, chị hiểu đi. Bên đó tạm ổn rồi, chị muốn qua coi được thử không? Người qua đường hả? Anh Tô, anh coi có cần chỉnh sửa gì nữa không? Hiểu đi, bản thiết kế của cô không cần chỉnh sửa gì nữa. Tất cả người ở công ty đều đồng ý hết rồi. Vậy tốt quá rồi, tôi còn chuẩn bị thiết kế khác nữa. Vậy trang phục của các tay đua có thể may theo bản thiết kế này của cô. Ừ. Tuần sau sẽ tổ chức một buổi họp báo ở trường đua, cho nên mong là cô tăng tốc làm thật nhanh nha. Anh yên tâm, không hề gì. Hiểu Ni à, lần này quả thật phải cảm ơn cô. Nếu như không nhờ có cô, tôi không biết phải làm sao. Lát nữa đi ăn cơm nha. Coi như tôi cảm ơn cô trước. Ừ, tối nay tôi có chút việc phải làm nữa, tối nay không đi ăn được rồi. Ờ, là đi với bạn trai sao? Tôi độc thân. Không phải chứ, có phải cô đang giỡn với tôi không? Cô xinh đẹp như vậy lại tài hoa như vậy, không có ai theo đuổi cô sao? Thật đó, có thể cũng đúng như câu người ta hay nói là sự nghiệp thành công, tình trường long đong.
cũng phải. Bây giờ rất nhiều đàn ông đều cảm thấy nếu như người phụ nữ quá ưu tú, đối với họ mà nói đó là áp lực. Cô nghĩ sao? Có thật không? Anh Tô cũng nghĩ như vậy hả? Vì vậy cô nhất định phải tìm một người đàn ông tài giỏi hơn cô mới có thể xứng đáng với cô. Cô có cảm thấy tôi có vinh hạnh hay không? Anh Tô đừng lấy tôi ra đùa giỡn nữa mà. Tôi đoán cô vẫn còn đang độc thân là bởi vì lâu nay cô vẫn chưa gặp được người đàn ông hoàn hảo trong lòng cô. Tôi đoán có đúng không? Có thể gần đây tôi sẽ hơi bận rộn. Nếu như anh có việc liên quan tới thiết kế, cứ tới công ty tìm tôi nha. Tôi xin phép về trước đi. Tạm biệt anh Tô. Giám đốc, tôi đã giới thiệu xong thiết kế mới rồi. Thấy cô vất vả như vậy, tôi miễn cưỡng cho cô 60 điểm. Cảm ơn giám đốc. Kiểu dáng không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng mà tôi hy vọng về mặt chi tiết cô vẫn nên chăm chút một chút. Có vài thiết kế ở vị trí phần lưng và phần viền cổ áo, bao gồm hình thiêu mang tính đặc trưng của văn hóa truyền thống mà cô đã chọn đều rất tốt. Nhưng mà một nhà thiết kế giỏi không phải chỉ góp nhặt yếu tố, mà phải kết hợp đúng chỗ. Được, tôi sẽ tranh thủ sửa lại. Ừ. Cô chỉnh sửa bản thiết kế không có nghĩa là cô có thể không làm những công việc khác. Cô vẫn phải theo sát bên phía khách hàng. Không hề gì. Giám đốc, trăm công nghìn việc như vậy, tôi lo lắng Hiểu Ni sẽ không lo nổi đâu. Chị xin đi. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi. Tôi không có ý gì khác. Đồng nghiệp với nhau quan tâm nhau thôi mà. Chẳng phải ngoài hai việc này ra, cô còn phải làm thêm việc thiết kế trang phục cho tay đua sao? Tôi lo lắng cô sẽ phải làm tới kiệt sức đó. Tin tức của chị Cindy đúng là rất nhanh. Không sai. Giám đốc, tôi có nhận hợp đồng thiết kế trang phục cho các tay đua xe thể thức, là của anh Tô. Tôi nghĩ anh Tô cũng không phải là người ngoài, cho nên tôi đã nhận lời làm. Hơn nữa tôi đã nhờ anh Tô in logo của công ty Bạch Nhược Dân lên tờ rơi của sự kiện lần này, tiện thể quảng bá cho chúng ta luôn. Tôi xin bày tỏ thái độ của tôi một chút. Tôi không phản đối mọi người nhận việc riêng, tôi cũng không quản được. Nhưng mà công việc tôi giao cho mọi người buộc phải hoàn thành. Tôi không cần quá trình, chỉ cần kết quả. Jenny, sau khi chỉnh sửa hình xong, trực tiếp đăng lên mạng. Đây chính là lô hàng đầu tiên của cửa hàng chi nhánh, cho nên nhất định phải tăng cường công việc quảng bá. Dạ được giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay. Sau này hợp hành thì phải có hiệu quả như hôm nay. Cố lên, tăng hợp. Lẽ nào chị Cindy không biết hay sao? Nước chanh và sữa không hợp với nhau đâu, coi chừng uống vào khó tiêu đó. Tôi thắc mắc gần đây sao cứ khó tiêu hoài. Mấy thứ không hợp mà vẫn cố hòa vào nhau, đúng là khiến người ta khó chịu. Bình thường chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không biết tại sao hôm nay chị Cindy lại quan tâm tới chuyện của tôi trước mặt giám đốc vậy hả? Cô tưởng là tôi quan tâm cô lắm hay sao? Chỉ tại người bên cạnh cô nhiều chuyện quá, nói tới tôi còn chẳng muốn nghe kìa. Chị Jenny, tôi biết là chị thích Lý Tông Thịnh. Khách hàng có tặng tôi 2 vé, tôi cố tình để cho chị đó. Hả? Vé ngày mai sao? Vậy thì kẹt quá, chắc là ngày mai tôi phải tăng ca. Trời ơi, tăng ca cái gì chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt đó chị cứ giao cho tôi. Nếu giám đốc có chuyện gì cứ kêu chị tìm tôi là được. Chị coi đi, đâu dễ gì lấy được vé chứ. Thúy Thúy. Em đã mang bản thiết kế mẫu cho xưởng in chưa? Em vốn định chiều nay đi. Hay chị hỏi em đi về nha. Chuyện anh Tô giao việc trang phục đua xe, em có nói với ai hay không vậy? Qua lúc em đi ăn cơm với trợ lý của chị Cindy, có vô ý nói ra một câu. Nhưng mà em cảm thấy chúng ta nhận đơn hàng lớn như vậy chứng tỏ chị... Đầu em bị nước vào rồi hả? Chị nói em đây là chỗ nào? Đây là chỗ tranh giành đấu đá. Em đừng coi tất cả mọi người là bạn bè, chuyện gì cũng có thể nói ra ngoài, đợi khi có hiểu lầm lại hại mình hại người, có biết chưa? Em đúng là đứa thiếu muối iốt mà. Đã làm rồi còn sợ người ta nói sao? Sao rồi? Chuyện gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Mau làm việc đi. Đứng như trời trồng làm cái gì?
Nè Triển Vọng, đừng làm nữa, nghĩ ta chút đi. Cậu qua bên đó đi, hôm nay có buổi gặp mặt truyền thông, cậu thay mặt chúng ta đi dạo một vòng nhanh lên. Cậu không đi chứ gì? Vậy tôi đi à? Ê, coi giùm tôi coi, cài nơ ngay ngắn chưa vậy? Anh không thấy phiền hay sao vậy? Đừng có lần nào tới đây cũng mặc như đi trình diễn thời trang vậy. Bộ anh không sợ dơ hả Đại Dũng? Tay dơ thì đừng có đụng vô. Vậy tính sao? Cậu không chịu đi hả? Chúng ta cũng cần người đại diện chứ. Huống hồ gì, dù sao Cao Đại Dũng này cũng là nhà tài trợ đúng không? Ê, đi đi. Ê, nè, qua đây. Lại gì nữa? Lần trước kêu cậu hỏi Hiểu Ni chuyện đó, cậu hỏi chưa? Chuyện gì chứ? Thì cái anh chàng lần trước đi chung với Hiểu Ni, cái người nhìn mặt gian gian đó, cậu ta kìa. Các bạn phỏng vấn thân mến, trong giải đua xe lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người dòng xe thể thao thương hiệu Citroen của giải đua xe WRC. Đồng thời, chúng tôi còn mời tới một nhà thiết kế thời trang cao cấp là cô Điền Hiểu Ni, đích thân thiết kế trang phục cho các tay đua của chúng tôi. Sau đây xin mời cô Điền nói đôi lời về ý tưởng của mình. Cảm ơn, xin cảm ơn. Đầu tiên tôi vô cùng vinh hạnh nhận lời mời của giám đốc Tô thiết kế trang phục cho các tay đua của chúng ta. Thật ra ý tưởng của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ là muốn phá vỡ những hình tượng truyền thống trong suy nghĩ của mọi người về tay đua. Tôi cảm thấy bây giờ xe đua là một môn thể thao quý tộc khá là mới mẻ, cho nên lần này trong thiết kế của tôi sẽ thêm nho nhã, bó sát cơ thể trong từng đường may. Tôi sẽ kết hợp yếu tố cổ điển châu Âu để họ xuất hiện trước ống kính với một diện mạo của một quý ông thật lịch lãm. Quá tuyệt vời. Tôi còn có một tin vui nữa, chính là tôi đã mời được tạp chí Bazaar. Tạp chí này sẽ phụ trách làm album về chuyên đề trang phục mới do tôi thiết kế cho các tay đua của chúng ta. Trong khu chụp ảnh của chúng ta là khu vực mở, nếu như các anh chị phóng viên cảm thấy có hứng thú thì mong mọi người cùng tới tham gia. Cô Điền à? Xin lỗi, tôi phải qua bên đó nói chuyện một lát. Được. Thật ngại quá. Đội xe bên đó có chút chuyện. Chúng tôi đã nói với sếp các anh rồi mà. Chúng tôi đều lên kế hoạch rồi. Anh nói vậy chúng tôi phải làm sao đây? Chuyện gì vậy? Hiểu Ni à, cô đặt sân kiểu gì vậy chứ? Họ không chịu cho mình vào, cô coi chúng ta phải làm sao chụp đây? Cái gì? Sao có thể? Giám đốc ở đây đã đồng ý rồi mà. Thiết bị của chúng ta đem tới đủ chưa vậy? Nè, vậy bắt đầu đặt thiết bị đi, lát nữa tiến hành chụp luôn, mau lên. Tôi nói lại lần nữa. Vào đi. Tất cả mọi linh kiện, máy móc đều phải đặt lại chỗ cũ hết. Người không phận sự không được vào khu vực bảo trì, đã nghe rõ hết chưa? Dạ, nghe. Anh cố ý có đúng không? Anh chỉ làm đúng trách nhiệm thôi. Đây là chỗ sửa xe, khu bảo trì này có rất nhiều linh kiện quan trọng. Sao hả? Muốn chụp hình sao? Phóng viên sắp qua đây chụp hình, nhân viên phụ trách cũng đã tới đây rồi. Trang phục của em khó khăn lắm mới lên được tạp chí, anh du di một chút đi. Em có quan hệ gì với anh? Trang phục gì chứ? Hả? Các tay đua xe mặc mấy bộ đồ đó là đội xe nào vậy? Hình như là bại tướng dưới tay tụi anh thì phải. Mặc trang phục đua xe của em sẽ chạy nhanh hơn hay sao? Hình như không thể đó. Anh giỏi lắm. Triển Vọng, trả thù cá nhân hả? Triển Vọng, anh tới phụ em coi thử bánh xe đó đi. Chị Hiểu Ni, chị cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp cái gì? Chẳng phải mới gặp cô đó sao? Từ xa em đã nghe có người tới đây kiếm chuyện, còn tưởng ai tới phá đám nữa. Ê, sao anh lại chọc giận chị Hiểu Ni rồi? Mỗi lần gặp nhau, hai người đều cãi nhau vậy sao? Cãi nhau hả? Con mắt nào của cô thấy chúng tôi cãi nhau vậy? Tôi và huấn luyện viên của cô đang trao đổi vấn đề công việc thôi mà. Có đúng không? Giám đốc Tô tới kìa. Ủa, anh Tô? Hiểu Ni, nghe nói khu chụp hình xảy ra một chút chuyện, đúng không? Có phải chuyện lớn gì đâu, anh kêu anh ấy tới làm gì? Không có gì đâu anh Tô à. Hiểu Ni, đây là ai vậy? Sao không giới thiệu? Đây là người hợp tác với công ty chúng tôi, cũng là một trong những nhà tài trợ giải đua xe lần này, là giám đốc Tô Hàng. Chào cậu, hân hạnh, tôi là Cao Đại Dũng. Anh Tô, để tôi giới thiệu với anh, người này là người phụ trách khu bảo trì của trường đua, Triển Vọng. Bạn trai hả? Cũng mới quen thôi. Hân hạnh. Chúng tôi đang bàn bạc, nơi này là
khu vực quan trọng của trường đua, cho nên bất cứ linh kiện nào cũng phải đặt ở vị trí ban đầu mới được. Vốn dĩ là vậy, khu bảo trì cũng cho phép người ngoài bước vào. Tất cả linh kiện ở đây đều là hàng nhập khẩu, tùy tiện làm mất một món, cả chiếc xe đua sẽ bị hủy luôn, biết không? Nhưng mà cô à, chuyện chụp hình lần này chúng tôi đã bàn bạc từ trước rồi, đã trả tiền, cũng ký hợp đồng, cho nên tôi hy vọng nên làm theo hợp đồng thì hơn. Có hợp đồng đúng không? Vậy thì được rồi. Vậy chúng ta cứ làm theo hợp đồng đi ha. Mọi người nói chuyện đi nha. Tôi còn có việc phải đi trước. Tạm biệt. Không sao rồi anh Tô, anh đợi một lát. Tất cả vị trí đặt linh kiện trong này tôi đã chụp vào điện thoại của tôi rồi. Nếu như lát nữa mọi người có di chuyển, sau khi chụp xong đặt lại chỗ cũ, có được không? Dạ được rồi. Đi thôi. Còn chuyện gì không? Hay là em cũng gửi anh một bản, lát nữa chụp hình xong rồi anh kiểm tra lại ha? Không cần. Làm gì? Làm gì? Mọi người cẩn thận chút nha. Được rồi. Hiểu đi. Thì coi vậy được chưa? Trời mưa rồi. Được, chắc giả rồi, tạm biệt. Quản lý Triển, anh đi kiểm tra đi, coi đồ đạc có đúng chỗ hay chưa. Đây mới là 100% như cũ. Hôm nay cảm ơn anh ha. Em đã ở trước mặt giám đốc Tô nói anh là bạn trai của em. Anh đừng để bụng nha. Em chỉ là sợ xảy ra chuyện giống như là chuyện với Hà Đào hồi trước mà thôi. Anh đừng để bụng nha. Không để bụng. Nghe đi. Alo, anh Tô hả? Tôi đã rời khỏi trường đua xe rồi. Đúng vậy. Ăn tối thì không cần đâu mà, tôi còn có chút chuyện phải làm. Được, gặp sau. Anh còn việc gì muốn hỏi nữa không? Không có, đi làm đi. Tại sao mỗi lần đều là em chủ động? Anh đều không chủ động, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng. Em không đẩy anh thì anh không hề biết bước đi, có đúng không? Được, em đẩy anh rồi, nên đi thế nào anh tự chọn đi. Cuối tuần Cố Giai hẹn chúng ta đi chơi, nếu anh muốn đi thì gọi điện cho em biết. Chị Hiểu Ni à, sao chị về sớm quá vậy? Không ăn cơm tối với anh của tôi sao? Hôm nay tôi tới là để làm việc, không rảnh rỗi ăn tối với anh ta. Sau này còn nhiều thời gian gặp nhau mà. Hôm nay chị Hiểu Ni vừa khéo léo từ chối người theo đuổi, vừa giữ chặt anh Triển, còn chị Thị Quy ở trước mặt tôi. Một tên hai đích, tôi cúi đầu chịu thua rồi. Chị giỏi lắm. Cho nên sau này lúc hai chúng ta gặp nhau, thân thiện với nhau một chút đi ha. Đi Hiểu Ni, có dám lên xe không? Tôi đưa chị dạo một vòng. Loại người như chị mà còn muốn giành triển vọng sao? Chị tắt dây an toàn vào đi. Không cần thiết phải làm như vậy. Chúng tôi là tay đua xe chuyên nghiệp, không phải dân đua xe ngoài đường.
cảm giác không tệ chứ. Giờ tôi để chị trải nghiệm một chút cuộc sống của các tay đua. Với tốc độ như vậy, cảm giác lúc được cầm vô lăng, bao gồm cả những nguy hiểm và mỗi lần chúng tôi phải trải nghiệm trên đường đua, đây là việc mỗi ngày chúng tôi phải đối mặt. Anh Triển cũng từng là một tay đua xe chuyên nghiệp, chuyện này anh ấy hiểu được, tôi cũng hiểu được. Còn chị thì sao? Một người giống như chị, suốt ngày chỉ biết dung tiền mua hàng hiệu, một cô nàng chỉ biết thiết kế quần áo đẹp, chị hiểu được sao? Không sai, chị có thể dựa vào chút khôn lỏi này để lôi kéo anh Triển, nhưng mà chị mãi mãi cũng đừng hy vọng bước vào trái tim anh ấy. Cô tưởng cô là ai vậy hả Dương Đó Lạp? Ai có thể bước vào trái tim Triển vọng do cô quyết định hả? Chị biết quá khứ của anh ấy không? Chị có biết tại sao anh ấy không dám đua xe không? Chị biết vụ tai nạn xe 3 năm trước là thế nào không? Chị nhìn bộ dạng bây giờ của chị đi, chị vốn không hiểu điều anh ấy thật sự cần là cái gì, cho nên chị vốn không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Xem ra lần trước thua còn chưa đủ thảm, còn dám đua với tôi. Được thôi, chịu anh. Lần trước xe không tốt, hôm nay đua thêm lần nữa. Triển Vọng, nếu như anh muốn đua xe thì anh ra đường đua đi, đừng đùa với tính mạng của mình như vậy được không? Triển Vọng, em xin anh đừng. Anh đang đùa với mạng sống của mình đã biết không? Anh đừng quậy nữa được không? Em muốn làm gì? Em muốn xuống xe, em muốn rời khỏi anh. Triển Vọng, em nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ yêu một người dùng tính mạng của mình và người khác làm trò đùa đâu. Được thôi, xuống xe, xuống xe đi, được không? Em mau xuống đi, xuống đi.
Điền Hiểu Ni. Không khí ở đây tốt chứ? Ờ. Em coi cây ăn quả nè. Ê. Khắp nơi đều là sâu. Bạn đón nhận hơi đất được không? Mình nóng muốn chết luôn đi nè. Bạn không cảm thấy đâu đâu cũng là mùi táo thơm hôm sao? Dễ chịu thấy mồ luôn à. Nóng muốn chết. Đi mời nương nương. Ê, xin chào. Chừng nào mới về vậy? Ở ủa đây dạ, nói quá rồi đó. Cô coi, trái cây ở chỗ này đều là trái cây hữu cơ, không phải như loại bình thường hay mua. Hái cho hai người ăn thử. Ê, em muốn quả đó. Quả to nhất đó. Đây hả? Ờ, đừng có ăn cái độc đó. Ê, độc từ sâu chứ gì nữa. Trái cây ở chỗ chúng tôi đều là trái cây sạch, không có thuốc trừ sâu. Dạ. Hữu đi, cơ không ăn mà đâu. Ăn đi, ăn bị đi. Rượt đó nha. Hữu cơ mà. Không có đâu. Đi. Bạn có biết phân hữu cơ là cái gì hay không hả? Ừ, là cái gì? Thôi bỏ đi, không nói cho bạn biết đâu. Bạn cứ ăn đi. Ăn xong đau bụng đừng có trách mình đó. Ôi, chừng nào chúng ta mới đi được trời đây. Ơi, chứ thêm một lát nữa đi. Không khí rất là trong lành mà. Ờ, cố dây, Hiểu Ni. Hả? Phía trước còn có một khu nhà kính trồng rau. Chúng ta đi coi đi. Có thật không đó? Dạ lên. Ờ, được đó, đi nữa. Con đi thôi. Khu vực trồng đi. Rau có gì đáng coi đâu. Đi, dạ lên. Đi thôi, không phải rồi. Rau cỏ gì. Ê, em nói cho hai người biết, lát nữa về em sẽ hái thêm táo và đem thêm rau vậy. Ê. Trời, cố dây. Ai vậy? Đây là ai? Ê, buông ra coi, làm cái gì vậy? Người gì mà kỳ cục vậy? Lời lố rồi. Cao Đại Dũng. Từ Hân. Ê, giám đốc Lưu, hôm nay anh cũng qua đây sao? À, thì tại vì giám đốc Cao tới đây, tôi qua đây đi dạo với anh ấy. Cậu Từ đúng không? Chào cậu. Người bạn này của em đáng tin không vậy? Là bạn của Hiểu Ni đó. Hiểu Ni à? Nè. Trời nóng vậy không ở nhà chạy tới đây làm gì? Không phải đi với cô ấy sao? Cô Hai này thích ăn trái cây hữu cơ đó. Cô Hai à, có muốn ăn trái cây hữu cơ thì cũng đâu cần đi xa tới như vậy chứ. Liên quan gì tới anh chứ? Anh Lưu nghe thấy không? Quý cô nương này á, thích ăn trái cây hữu cơ đó, chính là loại tưới bằng phân chuồng nè. Được, cho cô ấy đi. Chuyện nhỏ, có cái gì đâu, yên tâm đi. Nè, sao anh không giới thiệu với tôi, giám đốc Lưu này là giám đốc Lưu hả? Bạn của tôi, mở chuỗi cửa hàng siêu thị. Anh ấy chuyên thu mua trái cây và rau xanh ở khu vực này. Ờ, vậy sao? Chào anh Lưu. Điện chào Hiểu cô, Ni. Chào cô. Anh Lưu, Hiểu Ni cũng là em gái tôi. Cô ấy là nhà thiết kế trang phục cao cấp. Sau này anh có cần may áo vest á, anh cứ nói với tôi liên hệ giùm anh nha. Được rồi, tới giờ ăn cơm. Bên cạnh có khu nông trại, tôi mời mọi người ăn cơm. Tốt nha. Quá rồi, tôi đói muốn chết nè. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi, mau lên. Thôi sao mà. Bạn không đi mau lên đi? Trời ơi, thôi, mau lên đi đâu, mau. Đi thôi. Anh tới đây là để từ biệt em.
Họ tên người mua: Lý Đình, triển vọng. Thời gian mua tháng 6/2012, mã số 158886. Cây này anh muốn mua để tặng cho em làm quà sinh nhật năm 26 tuổi. Lúc đó chúng ta đã hẹn nhau mỗi tuần đều qua đây thăm nó, bón phân cho nó, cũng giống như tình yêu của chúng ta. Như vậy nó có thể đâm chồi cao lớn, thậm chí sau này chúng ta có con rồi cũng đưa chúng tới đây để so sánh chiều cao với cây này. Không ngờ là bây giờ nó đã mọc cao vậy rồi. Nhưng mà món quà này bây giờ lại biến thành kỷ niệm em để lại cho anh. Trong suốt thời gian 3 năm qua, mỗi lần anh gặp phải chuyện gì không vui, khó khăn không thể vượt qua, anh sẽ tới nói chuyện với cây này. Bởi vì anh cảm thấy cây này nó chính là em. Tuy là em sẽ không trả lời, nhưng mà chỉ cần anh nói chuyện với em xong, anh thấy yên lòng hơn nhiều rồi. Trong thời gian 3 năm qua, rất nhiều người đều nghĩ rằng anh đã quên em, và anh đã có thể coi nó là quá khứ rồi. Nhưng anh không làm được, không thể nào. Bởi vì anh đã nợ em quá nhiều. Nếu như lần đó anh không đua xe ngoài đường, em cũng không thể xảy ra chuyện. Cho nên tất cả mọi chuyện này đều là tại vì anh. Sao anh có thể quên được em chứ? Em mãi mãi vẫn ở trong lòng anh. Đình Đình, bây giờ anh chín chắn hơn trước nhiều rồi. Thật đó, em coi. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng cả đời này cô dâu của anh chỉ có em thôi. Nhưng mà anh không ngờ, Đình Đình à, lần này anh tới để từ biệt em, nhưng mà anh sẽ không quên em đâu. Em mãi mãi ở trong lòng anh. Anh hy vọng em cho anh thêm dũng khí để anh bước thêm một bước, có được không? Có rất nhiều chuyện phải trở thành quá khứ. Anh hy vọng em có thể chúc phúc cho anh. Em có thể trả lời anh thì tốt biết mấy.
em đi đây. Thì ra anh thực sự vẫn chưa quên chị của em. Hôm nay đúng là trùng hợp nha. Sao có thể gặp anh ở đây được chứ? Đúng đó, đây gọi là duyên phận. Lát nữa tới chỗ ăn cơm rồi gọi tự nhiên. Nhớ là đừng tiết kiệm cho tôi nha. Vậy thì chúng tôi ngại lắm. Có gì đâu mà phải ngại chứ. Ai kêu chúng ta là bạn đúng không? Người Bắc Kinh đều trọng lễ nghĩa mà. Dừng xe. Ê. Bình tĩnh đi, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Không phải như cô nghĩ. Hiểu đi. Điền Hiểu đi, cô làm gì? Anh thích chủ động. Anh thích chủ động chứ gì. Vậy anh cũng không cần bắt tôi như một con ngốc đợi anh cả đêm chứ. Hiểu đi. Anh đã dùng cách của anh để trả lời rồi. Hiểu đi. Cậu giỏi lắm. Hú rán chú phong mi đề yên chinh, chỉ thỉnh đào xin gạo dạy chi tùng, chỉ trăng dô bù dạy hú, sáng yên đàn phong yêu chinh. 时光飞逝，每一分钟都盼望看到你笑容。需要多少期待？tôi có khóc đâu. Anh không sao chứ? Cô làm gì vậy? Tự nhiên đạp thắng gấp như vậy. Hơn nữa cô dừng ở đây không an toàn. Vậy anh gọi điện thoại trong xe là an toàn sao? Xin hỏi tôi có vừa lái vừa gọi không hả? Nhưng mà anh làm ảnh hưởng tới em. Anh ảnh hưởng em tập trung lái xe. Em thấy cắn anh một miếng đúng là còn nhẹ đó. Đúng ra nên đánh anh tàn phế mới phải. Để coi anh còn sức lực gọi cho Điền Hiểu Ni hay không. Cô có ý gì? Cô muốn nói gì đây? Uổng công lúc nãy em ở vườn trái cây cảm động hết nửa ngày. Em còn tưởng anh rất chung tình với chị em. Thì ra đây là lời nói suông thôi. Nói suông cái gì hả? Tôi còn chưa kịp hỏi cô tại sao cô lại theo tôi tới tận đó. Bây giờ cô còn chất vấn ngược lại tôi. Hơn nữa chuyện với tôi với chị của cô thì nhất định phải giải thích với cô hay sao? Nếu đã như vậy thì anh còn đuổi theo Điền Hiểu Ni làm gì nữa?